Mến chào Thái Ngộ, quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 4 tháng 5 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và đầy hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của Youtube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Bộ đôi Biden-Harris chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử. Chính quyền Biden khóc thét khi các cư dân giàu có ở các bang xanh đang chuyển sang các bang đỏ đảng Cộng Hòa. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 288 nghi phạm bị bắt vì buôn bán ma túy trên web đen. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, tuần tới ông Joe Biden và bà Phó Kamala Harris sẽ tổ chức các hoạt động gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử trong năm 2024. Cụ thể vào ngày 2 tháng 5, các nguồn thạo tin của hãng tin Reuters cho biết vào tuần tới, Joe Biden và Kamala Harris tổ chức các sự kiện gây quỹ nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử. Trong ngày 10 tháng 5 tại thành phố New York, ông Biden dự kiến sẽ tổ chức vài bữa tiệc chiêu đãi với quy mô nhỏ nhằm tạo sự gần gũi và thân mật với khoảng 40 nhà tài trợ. Theo như các nguồn thảo tin, ông Biden dự kiến sẽ nhận được số tiền khoảng 2,5 triệu đô la sau khi tổ chức sự kiện vận động gây quỹ trên theo reuters cho hay sau khi nhận được số tiền trên ông biden dự kiến sẽ đẩy mạnh việc xây dựng truyền thông nhằm tạo được sự nhận diện rộng rãi tới cử tri và thu hút thêm nhiều nhà tài trợ tiềm năng cho chiến dịch tái tranh cử dù rằng hiện tại ông biden chủ yếu chỉ tập trung vào các nhiệm vụ tổng thống và chưa có nhiều hoạt động cho chiến dịch tái tranh cử song trong thời gian tới những hoạt động vận động tranh cử của ông dự kiến sẽ diễn ra liên tục về phần bà Kamala Harris, các nguồn thạo tin cho biết, trong ngày 12 tháng 5, bà sẽ tổ chức một buổi vận động gây quỹ tại bang chiến địa Georgia. Chính quyền Biden khóc thét khi các cư dân giàu có ở các bang xanh đang chuyển sang các bang đỏ đảng Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, mặc dù các thống đốc của đảng Dân Chủ như là thống đốc Gavin Newsom của bang California và thống đốc JB b của bang Illinois Thường xuyên chỉ trích các chính sách của các bang đỏ, nhưng cư dân của các bang xanh này đang lần lượt chuyển đến các bang đỏ do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Thưa quý vị, chính sách tại các bang xanh và bang đỏ có sự khác biệt một cách đáng kể. Dữ liệu di cư của Sở Thuế vụ Mỹ IRS được công bố cuối tuần qua cho thấy, California có mức giảm cư dân nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác với mức giảm ròng gần 332.000 người và mất hơn 29 tỷ đô la tổng thu nhập đã điều chỉnh vào năm 2021. Tiểu bang có mức giảm dân số lớn thứ hai là New York, với mức giảm sòng hơn 262.000 cư dân và tổn thất 24,5 tỷ đô la tổng thu nhập. Trong khi đó, bang Illinois tổn thất ít hơn, với mức giảm sòng 105.000 người và mất 10,8 tỷ đô tổng thu nhập vào năm 2021. Các bang xanh khác cũng chứng kiến sự suột giảm dân số, mặc dù không ở mức độ như ba tiểu bang đông dân nhất đề cập ở trên. Ví dụ, bang Massachusetts đã giảm ròng 44.000 người và thiệt hại 4,3 tỷ đô la tổng thu nhập, trong khi bang Louisiana mất 28.500 dân và 861 triệu đô la tổng thu nhập. Bang New Jersey tổn thất ít hơn với mức giảm dân số 26.000 người và thiệt hại 3,8 tỷ đô la tổng thu nhập. Các bang đỏ do đảng Cộng hòa kiểm soát đang có xu hướng ngược lại bang Florida có mức dân cư tăng cao nhất với mức tăng rộng hơn 255.000 người và tổng thu nhập tăng 39 tỷ đô la, trong khi bang Texas đứng thứ hai với mức tăng gần 175.000 cư dân và 10,9 tỷ đô la tổng thu nhập. Cùng lúc đó, bang Bắc Carolina có mức tăng rộng gần 77.000 dân và bang Nam Carolina tăng thêm gần 65.000 người. Dữ liệu của IRS cho thấy, nguồn cư dân mới lớn nhất của bang Florida đến từ bang New York với 84.365 người đến từ bang xanh do đảng Dân Chủ kiểm soát này. Thông đốc đảng Dân Chủ Kathy Hochul của bang New York nhận thức rõ vấn đề của bang mình khi các cư dân lần lượt đang chuyển đến Florida. Vào năm ngoái, thì tờ New York Post đưa tin, bà đã nói đùa khi ký dự luật về giáo dục Holocaust, nạn diệt chủng, người Do Thái do Đức Quốc xã tiến hành trong Thế chiến thứ hai. Tôi chỉ muốn nói với 1,77 triệu người Do Thái gọi New York là nhà, Cảm ơn các bạn vì đã gọi New York là nhà. Đừng đi đâu hay đến một tiểu bang nào khác, Florida được đánh giá quá cao. Florida, nơi không có thuế thu nhập tiểu bang, cũng chào đón một số lượng đáng kể cư dân có thu nhập cao đến từ các bang xanh như là New Jersey, California và Illinois. Đây là những bang nổi tiếng với mức thuế cao. Những cư dân giàu có có vẻ như đang có xu hướng rời khỏi các bang có mức thuế cao. Ví dụ, các cư dân rời khỏi bang California có mức thu nhập trung bình 183.737 đô la, cao hơn đáng kể so với mức thu nhập trung bình của tiểu bang này là khoảng 84.000 đô la. Theo dữ liệu của IRS do tờ The Wall Street Journal phân tích, những cư dân rời khỏi bang Illinois và New York có mức thu nhập trung bình cao hơn 40.000 đô la so với những người đến các tiểu bang này. Các cư dân giàu có ở bang California có thể phải đối mặt với một số vấn đề sau khi họ rời khỏi bang này. Vào đầu năm nay, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ ở California đã đưa ra một dự luật sẽ đánh thuế tài sản đối với các cư dân giàu có nhất, ngay cả khi họ đã rời khỏi tiểu bang vài năm. Điểm đến phổ biến nhất đối với những người rời khỏi bang California là Texas. Mặc dù thống đốc Newsom của California đã nhiều lần chỉ trích tiểu bang đỏ này về luật súng ống và chính sách phá thai. Trong khi đó, điểm đến phổ biến nhất đối với những người rời bang xanh Illinois là bang đỏ Florida. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được việc thống đốc Briscoe của Illinois chỉ trích thống đốc của bang đỏ này. Vào hồi tháng 2, ông cáo buộc thống đốc đảng Cộng hòa Ron DeSantis của Florida không đại diện cho các giá trị của người dân Illinois. Trên thực tế, thống đốc DeSantis chống lại điều đó. Ông ấy đã chứng tỏ rằng, ông ấy kỳ thị đồng tính, ông ấy có xu hướng thúc đẩy phân biệt chủng tộc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 288 nghi phạm bị bắt vì buôn bán ma túy trên web đen. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố 288 nghi phạm đã bị bắt giữ trong một hoạt động thực thi pháp luật xuyên quốc gia nhằm vào việc bán fentanyl và opioids trên web đen. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hoạt động thực thi pháp luật này được gọi là Chiến dịch Specter, phối hợp với các đối tác quốc tế, bắt đầu vào tháng 10 năm 2021 và trải rộng khắp Hoa Kỳ, châu Âu và Nam Mỹ. Cơ quan cảnh sát châu Âu đã phối hợp với cảnh sát của trên nước, bao gồm Áo, Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Brazil, Vương quốc Anh, Mỹ và Thụy sĩ nhằm vào trang web đen Monopoly Market, bắt giữ 288 nghi phạm dính líu tới hoạt động mua bán ma túy qua chợ ảo này. Thưa quý vị, tổng cộng là 288 người đã bị bắt giữ tại tám quốc gia từ khắp châu Âu, Anh, Brazil và Mỹ. 850 kg ma túy gồm 64 kg fentanyl hoặc ma túy trộn với fentanyl, 117 khẩu súng và 53,4 triệu đô la tiền mặt và tiền ảo đã bị thu giữ. Chiến dịch trên được triển khai sau khi mà cảnh sát của Đức tiến hành thành công chiến dịch tương tự năm 2021 và triệt phá cơ sở hạ tầng phi pháp của Monopoly Markets. Bộ trưởng Tư pháp Maurice Garland cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Ba rằng, Thông điệp của chúng tôi gửi tới những tên tội phạm trên web đen là các người có thể cố gắng trốn ở nơi sâu nhất trên Internet, nhưng Bộ Tư pháp sẽ tìm thấy các người. Trong số 288 nghi phạm, 153 người đã bị bắt trên đất Mỹ. Chính quyền Hoa Kỳ đã thu giữ 104 khẩu súng bất hợp pháp và hơn 200.000 viên thuốc, gồm cả những viên có chứa fentanyl. Ông Galland cũng nói rằng những kẻ buôn bán ma túy và bán thuốc bất hợp pháp trên web đen có thể quảng cáo là thuốc chính hiệu nhưng chúng có thể là thuốc giả và được tẩm fentanyl. Fentanyl là một loại thuốc viện tổng hợp nguy hiểm. Theo dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ, năm 2021, fentanyl đã giết chết hơn 71.238 người Mỹ do dùng quá liều. Hoạt động thực thi pháp luật lần này được dẫn dắt bởi cơ quan chống tội phạm Opioid và web đen của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và có sự tham gia của các cơ quan khác của Bộ Tư pháp như FBI, lực lượng phòng chống ma túy, cùng với Cục Kiểm soát rượu, thuốc lá, súng và chất nổ và 30 văn phòng luật sư của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là hành động mới nhất của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong cuộc đàn áp của Bộ đối với cuộc khủng hoảng fentanyl và buôn bán ma túy trên web đen. Ông Garland cho biết, cho đến nay, thì đây là nỗ lực toàn cầu lớn nhất chống lại tội phạm buôn bán opiate và fentanyl trực tuyến. Vào năm ngoái, thì FBI và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã đánh sập thị trường web đen Hydra, thu giữ các máy chủ của nền tảng giao dịch ma túy trực tuyến lớn nhất trên thế giới. Các nhà điều tra cho biết, nền tảng giao dịch tội phạm này chủ yếu đến từ các quốc gia nói tiếng Nga, cho phép họ giao dịch hàng hóa, dịch vụ và rửa tiền. Vào tháng trước, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc hình sự đối với 28 thành viên và cộng sự của Sinaloa Castle, băng đảng ma túy lớn của Mexico. Trong đó có ba con trai của cựu trùm ma túy Joaquin Guzman. Họ bị cáo buộc vận hành đường dây buôn bán fentanyl xuyên quốc gia vào Hoa Kỳ. Ông Galen cho biết, ngay cả khi tiến hành những hành động này, các nhà điều tra vẫn đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Khi cơ quan thực thi pháp luật triệt phá thị trường web đen, bọn tội phạm sẽ đổ xô từ nền tảng này sang nền tảng khác. Chúng tôi đang chiến đấu hết sức có thể. Ông Galen cho biết vào ngày 2 tháng 5, nhấn mạnh điều mà ông gọi là kết quả của chiến dịch Spectre chưa từng có. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất